Dạ, xin chào tất cả cô chú anh chị. Thì hôm nay ngày mùng 3 tháng 8 năm 2018 thì con xin bán các cái loại lan. Con chỉ bán một loại lan thôi. Đây là phi điệp ghép bản, phi điệp hàng kiến nha cô chú anh chị. Đa phần chưa sổ bông, có một những cây thì sổ bông rồi. Do là công việc cũng khá bận nên con quay hơi tối. Dạ, thì trước tiên vô vô cái vấn đề bán lan thì con cũng xin lỗi tới tất cả các cô chú anh chị. Trong các cái lô hàng trước con trả lời hơi muộn, nhắn tin cho con mà con trả lời hơi muộn thì chắc cũng do công việc của con nó cũng bận quá, thành ra con trả lời hơi muộn. Và con cũng đã trả lời xong tất cả tin nhắn của cô chú anh chị, và hàng thì con cũng đã gửi đầy đủ cho cô chú anh chị. Còn những ai thiếu hàng thì hẹn đợt sau có hàng thì con sẽ tiếp tục bán ạ. Còn đợt này thì con bán cái lan giả hạt Trường Sơn. Hàng này là hàng con bóc, hàng bóc rừng cách đây cũng được hơn 1 năm rồi, xong con mới ghép vào vạn dưỡng và giờ con lôi ra bán. Thì hồi xưa con mua thì người ta bán cũng bán theo mầm đó, cũng mua về cũng bán theo mầm. Thì đợt đó thì giá nó cũng cũng đã cao rồi nên bây giờ con cũng ghép bản, thì con chỉ lấy cái tiền công và con bán cho cô chú anh chị sưu tầm thôi. Thì người ta báo với con là cái giả hạt Trường Sơn. Trường Sơn thì con cũng biết nữa, tại con trong Nam nên thành ra con người ta bán sao thì con nói vậy thôi. Thì nhưng mà con nghĩ thì vùng nào thì nó cũng vậy cả. Thì con xin bắt đầu bán hàng ạ. À, thì con bán về số 1 như vậy đã ghép thuần rồi nha cô chú anh chị. Hàng này là hàng thuần và rất khỏe mạnh, con đã ghép trong mảnh dớn cô chú anh chị đã nhìn thấy rễ đó. À, về là cô chú anh chị thấy rồi, hàng bên con nói sao thì con bán vậy thôi, đã ghép thuần rồi đây. À, con nói xin phép nói nhanh qua nha, thì tại video nó dài cũng mệt lắm. Đây rễ bám thuần rồi, con chỉ ví dụ cái về số 1 thôi, như thế này thuần rồi. Rồi thì về số 1 cô chú anh chị có nhìn thể thân nhìn thấy này. Thân đen này, thân tím này. Tại quay buổi tối thôi chứ ban ngày nó tím lắm. Giờ 1 2 3 4 5 thân là cô chú anh chị. Con bán 480 về này, 480 nha cô chú anh chị. Thân mỏng nút này. 480 kích thước con đo cô chú anh chị an án thôi, tầm 20, tại cũng có thời gian quay nữa. Giờ này cô chú anh chị con đo một cái là cô chú anh chị thấy mấy giờ kia nè, mấy cái ngọn kia nè, đó 480 giờ số 1 nè. Giờ số 2 nè, có 6 thân nè. Thân này nó bị cong do nó trúng cái này thì nó phải cong để nó hướng sáng thôi chứ nó không bị gãy gì hết đâu cô chú anh chị. 1 2 3 4 5 nè. À, 6 thân nhưng mà cái thân này nó bị gãy mất rồi. Bữa trước nó rớt xuống nó gãy rập phát rồi con bẻ mới bẻ lúc nãy luôn á. Thì nó sẽ đẹp hơn gốc thì 6 thân nên bởi vì vậy con chỉ bán 5 thân qua, một phân này con khuyến mại luôn không tính. 5 thân thì nó cũng cỡ đây, cỡ gan. Đó cô chú anh chị nhìn cái gan tay con là biết. Đó thì con cũng kiếm kiếm rỉm luôn và giá là 500, giá rất đẹp luôn. Giờ số 3 con bán 200 ngàn. Giờ này giả hạt Campuchia. Riêng đặc biệt cái giờ này là con ghép, nó là giả hạt Campuchia nè. Đó. Thì con bán với giá 200 ngàn. Giờ này nó hơi ốm xíu nhưng mà cây thì nó dài thằng lòn luôn. Giờ này rẻ nhất luôn, cô chú chị làm chốt giờ này rất rẻ. Giờ số 4 có 4 thân 400 ngàn. Giờ này cực đẹp luôn cô chú chị. 4 thân là cây nữa này. Mọc uống nút luôn. Này, thân tím ngắt cô chú anh chị thấy đó, thân tím ngắt 400 ngàn, chỉ 400 ngàn thôi, cây rất đẹp luôn rồi. Còn ấy cô chú anh chị xem đó, 400 ngàn. Giờ qua giờ số 5, giờ số 5 trong chậu này 250 thôi, 4 thân có 250 thôi, vì hai thân này nó nhỏ, con ghép trong cái gáo dừa nó xinh xinh, thế này đây, 250 ngàn. Về số 5, giờ số 5 phi điệp cao bằng và một ngọn này là ngọn cao bằng của chú anh chị rất đẹp luôn, do cái này bỏ dưới đất nó bị dính đất nè cô chú anh chị nè, dính đất nó hơi dơ xíu.
một ngọn Cao Bằng và hai ngọn Trầm, con bán với giá 300 ngàn. Thì Cao Bằng phát triển, đang phát triển rất mạnh luôn. 300 ngàn. Quay về số 6. Giờ số 6 là một dề cực đẹp và toàn là thân tím, người ta gọi thân châu Phi đó, tím ngắt luôn. À, con quay tổng thể 550 giá dề này, 2, 4, 6 thân 550. Dề này mập rục. Rồi, giờ số 7, giờ số 7 con bán 250k. Có 2, 4, 5 thân nhỏ, một thân lớn bán 250. Rồi qua giờ số 8. Riêng giờ số 7 cũng có một thân đen châu Phi. Qua giờ số 8, 600 ngàn. Giờ số 8 thì rất đều, rất đẹp. Đây, cô chú chị thấy đó, nó đều nha. Đây, thân đen nè. Giờ số 8 nè, 1, 2, 3 nè, 4, 5, 6, 7, 8, 9 thân. Có mấy thân nhỏ nhỏ siêu siêu này thì nữa là 9 thân. Đó, giá 600k. Qua giờ số 9, giờ số 9 giá 500k. 1, 2, 3, 4, 5, 6 thân, một thân bị cục. 500k, giờ này cũng rất đẹp, có chỗ anh chị đó, đen. Giờ này dài 500 ngàn thôi. Và tất cả các hàng con bán đều là hàng thuần nha. Cô chú anh chị có thể thấy cái bộ rễ của nó này, rất khỏe mạnh, hàng thuần rồi đó cô chú anh chị. Giờ số 10 500 ngàn. Giờ số 10 này rất là nhiều thân luôn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 thân 55k. Giờ số 11, giờ này thì con phải nói là nó cực đẹp luôn á. Giờ này bán 500k thì cũng tiếc lắm. Giờ số này thì có 5 thân luôn. 5 thân, một thân ngắn. Như anh chị có thấy này, con so sánh này. Một ú nù à, thắt ngọn một ú nù. Đây, thân đen nè. Thân tím ngắt. 500k thôi cho bạn này, 5 thân. Rồi, giờ 12. 500k. 2 4 2 4 5 thân. 6 thân, một thân nhỏ đang lên là 6 thân, một thân trầm nữa là chỉ với 500k thôi. Thân tí nhất. Con quay sơ lược thôi nha cô chú anh chị. Con quay lâu video nó dài rồi. Giờ số 13. 300k. 1 2 3 4 5 6 7 8 thân với 300k thôi, nhưng mà thân nó ngắn, nó có bằng ngón tay con à. Nó có chú chị nhìn thấy ngón tay à, 300k. Giờ 14 450k. Quá trời thân luôn. Nó có chú chị nhìn thấy. Quay buổi tối thì nó không được đẹp đâu cô chú chị. Con quay sơ sơ thôi. 1 2 3 4 5 6. 6 thân 450k. Giờ 15. Chết rồi, thiếu cái giờ 15 rồi. Qua giờ 16 luôn. Qua con quá rồi. Qua giờ số 16 luôn. 16 300k. 16 300k được coi. 1 thân, 2 thân, 3 thân, 4 thân, 5 thân, 6 thân. 6 thân nhưng mà được cái thân này bự nè. Còn mấy cái thân này thì ngắn, ngọt ngón tay. Ngọt ngón tay. Nhưng mà nói chung là về nào cũng khỏe rồi, rễ có chứ gì, thấy rễ không, rất bám rất là khủng khiếp. Giá 300k đó cô chú anh chị nào chốt thì điện thoại cho con chụp đến tầm 11 giờ đêm nay con mới nghỉ, hoặc là nhắn nhắn tin cho con. Nhắn tin thì phải ưu tiên sau rồi, phải sau rồi, tại vì con điện thoại thì chốt trước, ai điện thoại chốt trước, ai nhắn tin thì con ở sau. Được, tối nay con bán đúng 16 giờ thôi. Và đi. Ngoài ra thì con còn được khoảng 5 về hạt vị như thế này, hạt vị Lago như thế này và thanh lý, nó do nó bị gãy 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 nè. Con thanh lý giá 60 ngàn một một mầm.
là còn ít cái giả hàng Ono. Ono do nó thiếu các loại kia nên nó vẫn còn dư mấy cái loại này, vẫn là 150, 150 một chậu. Rồi, con xin cảm ơn cô chú anh chị và Cô chú anh chị cứ điện thoại và nhắn tin cho con nhé. Nhưng mà nhắn tin thì con trả lời hơi trễ xíu, tại vì công việc nữa. Cô chú anh chị với lại nên cũng mong cô chú anh chị thông cảm. Thì nói chung thì cũng không sao, thì hết được hàng này thì con lại đang bán được hàng khác thôi. Nó rất nhiều các mặt hàng mà, nhiều mặt hàng rất nhiều giá, rất nhiều ưu đãi cho cô chú anh chị có thể chọn lựa. Nên bởi vì vậy thì cũng mong cô chú anh chị ủng hộ bên shop của con. Nếu cảm thấy hay thì hay hoặc quan tâm đến sản phẩm của bên con thì hãy ấn subscribe kênh, là ấn con nút đăng ký bên dưới đó, để theo dõi kênh của bên con. Con khi mà có hàng thì bên con sẽ đăng lên bán. Và cảm ơn cô chú anh chị ạ.